Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự 15 giờ ngày 28 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sáng nay, Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng năm 2023. Trong thời gian một ngày, gần 400 đại biểu được tiếp thu các chuyên đề công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng, công tác tham mưu hồ sơ quản lý giám sát giáo dục giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong hình phạt tù. Triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng trong tình hình mới và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh. Chương trình tập huấn góp phần nâng cao kiến thức cho các đại biểu, thực hiện hiệu quả công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27 tháng 8 tại Sapa, hội chợ giao lưu, kết nối, giới thiệu mô hình, sản phẩm và hỗ trợ phát triển sinh kế cho các nạn nhân bị buôn bán người hồi hương, thu hút hơn 30.000 người tham quan mua sắm. Hội chợ do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lào Cai phối hợp tổ chức với 22 gian hàng của các hợp tác xã doanh nghiệp đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Hội chợ trưng bày hơn 500 mặt hàng, chủ yếu là sản phẩm đặc hữu như gạo sánh cù, rượu truyền thống các loại, dược liệu, rau củ quả, cá nước lạnh. Dù mục tiêu chính là giới thiệu trưng bày sản phẩm, nhưng doanh thu sau 3 ngày của tổ chức doanh nghiệp hợp tác xã tham gia hội chợ vẫn đạt gần 500 triệu đồng. Nổi bật là hợp tác xã Mạnh Hương, huyện Bảo Thắng, hợp tác xã Quang Tôm, huyện Bắc Hà, hợp tác xã Mai Anh, thị xã Sapa. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng đợt thi đua do tỉnh ủy phát động, mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có ít nhất một công trình, phần việc thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Tại thành phố Lào Cai với khí thế thi đua sôi nổi, tới nay đã có hàng loạt công trình, phần việc hoàn thành. Những ngày này, cán bộ công chức viên chức của phường Bình Minh đang tất bật sắp xếp di chuyển về trụ sở mới. Niềm vui như được nhân lên khi Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường có trụ sở làm việc khang trang hiện đại đúng vào kỷ niệm cách mạng tháng 8, quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Lào Cai. Tại trung tâm của phường luôn. Thuận tiện, thứ nhất là sẽ thuận tiện cho cán bộ nhân dân đến giao dịch, hoạt động giao dịch các thủ tục hành chính của người dân. Được về trụ sở mới này khang trang này, thiết bị được rất là rộng rãi, làm việc rất là thoải mái và các đầy đủ các được trang bị những cái thiết bị làm việc rất là bổ ích cho cái công việc của mình. Còn đây là nhà đa năng và dãy phòng học mới vừa hoàn thành, kịp để thầy và trò trường trung học cơ sở Ngô Văn Sở sử dụng ngay trước thềm năm học mới 2023-2024. Khu nhà đa năng của trường trung học cơ sở Ngô Văn Sở vừa xây dựng xong. Nếu được đưa vào sử dụng thì trong thời gian tới sẽ đáp ứng được phần nào cái nhu cầu giảng dạy của các thầy cô giáo, như là một số các phòng học bộ môn, phòng làm việc. Và học sinh có thể tập trung học tập tại khu nhà đa năng trong điều kiện thời tiết. Những công trình mới hoàn thành là hành động cụ thể của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai dâng lên Bác kính yêu chào mừng 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm tỉnh Lào Cai, 23 tháng 9 năm 1958, 23 tháng 9 năm 2023. Đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trường lớp tại các địa phương trên địa bàn tỉnh cơ bản diễn ra đúng kế hoạch, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ dạy và học cho năm học mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã tham mưu cho tỉnh phối hợp với các sở ngành đơn vị có liên quan, tranh thủ các nguồn vốn, hỗ trợ đầu tư xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học. Năm 2023, tổng kinh phí được giao để mua sắm trang thiết bị dạy học là gần 200 tỷ đồng, trong đó hơn 67 tỷ đồng chuyển nguồn từ năm 2022 sang. Các huyện, thị xã, thành phố đang tích cực triển khai mua sắm, đảm bảo kịp thời phục vụ cho năm học mới. Về đầu tư xây dựng phòng lớp học, giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao 251 công trình danh mục công trình với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng. Đến nay đã có 5 công trình hoàn thành, 141 công trình đang thi công. Với học sinh trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, ngày tựu trường của năm học này sẽ trở thành kỷ niệm đặc biệt khi các em được học tập sinh hoạt trong ngôi trường mới khang trang. Năm học lớp 12 này, ngày tựu trường với lồ cửa sinh thật nhiều niềm vui.
khi sinh cùng các bạn đến với ngôi trường mới, được các thầy cô giáo bố trí sắp xếp ăn ở tại phòng nội trú rộng rãi, sạch đẹp. Em thấy là cơ sở vật chất như này đã đủ ánh sáng để bọn em học tại phòng, tại trường, và bàn ghế cũng được xếp ổn thỏa, có thể phục vụ cho việc học tốt hơn ạ. Từ chiều ngày 27 tháng 8, hơn 300 học sinh khối 11-12 của nhà trường đã có mặt đông đủ, sẵn sàng bước vào tuần sinh hoạt đầu tiên trước ngày khai giảng. Các em sinh hoạt nội trú bình thường ngay từ ngày đầu ra lớp. Hôm nay các cháu xuống trường là cháu nào cũng được ăn, đảm bảo sức khỏe để chuẩn bị thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bước vào năm học mới. Kể cả không kịp báo cơm nhưng xuống các cô vẫn bố trí để các cháu ăn uống đầy đủ, đảm bảo sức khỏe. Chiều chúng tôi sẽ dành ra 2 tiết cho học sinh, là toàn bộ sẽ lên các lớp học để cùng học tập những cái nội quy rồi quy định các cái công việc, các cái nội dung liên quan đến hoạt động của trường, của lớp, rồi là tìm hiểu về nhà trường đối với học sinh lớp 10 v.v. Cái thứ hai nữa là tiếp tục là chuẩn bị các điều kiện để cho cái lễ khai giảng. Niềm vui ngày tựu trường đã mang tới khí thế phấn khởi để thầy và trò trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh khởi động một năm học mới với quyết tâm giành nhiều thắng lợi. Hiện toàn tỉnh có 762 điểm tiêm chủng mở rộng, trong đó 740 điểm tiêm tại cơ sở y tế nhà nước, còn lại là của các cơ sở y tế tư nhân. Với hệ thống tiêm chủng từ tuyến tỉnh đến cơ sở, đảm bảo công tác tiêm chủng duy trì 12/12 tháng tại tất cả các xã phường thị trấn. Trên 97% trẻ được tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ sau sinh. Trên 95% trẻ được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vaccine. Tháng 9 và tháng 10 là thời điểm virus cúm lây lan cao. Do vậy, tiêm vaccine phòng tránh cúm mùa là giải pháp được nhiều người lựa chọn. Nhu cầu tiêm vaccine phế cầu cũng cao để đề phòng một số bệnh như viêm màng não, nhiễm trùng máu, viêm tai giữa cấp tính. Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận rải rác các ổ dịch cúm, thủy đậu, ghẻ, tay chân miệng, chủ yếu mắc ở nhóm trẻ tại các nhà trường. Các ổ dịch được phát hiện, xử lý kịp thời, không lây lan rộng và không có ca tử vong. Theo khảo sát của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, tại Việt Nam ước tính có khoảng 1,1 triệu trẻ em khuyết tật dưới 16 tuổi, trong đó phổ biến nhất là khuyết tật về vận động, khuyết tật về nói. Tại Lào Cai, tỷ lệ trẻ khuyết tật cũng đang có chiều hướng gia tăng khi Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận điều trị cho gần 1.300 lượt trẻ. Việc phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật là hết sức cần thiết nhằm giúp giảm thiểu tiêu cực đến trẻ và gia đình, qua đó tạo điều kiện để trẻ phát triển tối đa và hòa nhập cộng đồng. Đây là buổi khám sức khỏe ngoại viện được Bệnh viện Phục hồi Chức năng tỉnh phối hợp các trường mầm non, trường tiểu học trên địa bàn thành phố Lào Cai tổ chức. Tại đây, các em nhỏ được khám sàng lọc phát hiện để có can thiệp sớm đối với các khuyết tật như chậm phát triển tâm thần, rối loạn phổ tự kỷ, các rối loạn ngôn ngữ, trẻ nhận thức chậm, kém tập trung, tăng động khó kiểm soát. May là cháu chỉ là hơi tăng động một chút thôi, giảm chú ý một chút thôi, thì cũng cảm ơn nhà trường rất là nhiều và các bác sĩ rất là nhiều đã giúp đỡ cho các phụ huynh và các em học sinh để cùng nhau cho các cháu được có một năm học mới tốt hơn ạ. Nhà trường đã phối hợp với lại y tế để có thể là thăm khám và sàng lọc cho các con, để làm sao để các giáo viên có thể là nắm bắt được những cái tình hình bệnh tính của các con, để có thể là điều chỉnh cái phương pháp giảng dạy tốt nhất để cho các con có thể là học tập được phát triển tốt nhất trong nhà trường. Theo các chuyên gia, trẻ bị khuyết tật là một tình trạng thần kinh phức tạp, bao gồm những khiếm khuyết trong tương tác xã hội, phát triển ngôn ngữ và kỹ năng giao tiếp kết hợp với hành vi cứng nhắc, lặp đi lặp lại. Bởi vậy, việc phát hiện, can thiệp sớm sẽ giúp việc điều trị được thuận lợi hơn. Bằng các phương pháp đánh giá và can thiệp, phân loại các cái trẻ có khuyết tật để từ đó đưa ra các biện pháp can thiệp sớm, hỗ trợ tại gia đình, nhà trường cũng như cộng đồng. Qua đó thì kích thích cái sự phát triển của trẻ một cách tối đa. Con đường để trẻ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng là một chặng đường không đơn giản. Điều đầu tiên và quan trọng để biến trẻ khuyết tật trở nên bình thường là những người xung quanh nên tránh sự kỳ thị với trẻ. Bên cạnh đó, cần sự phối hợp, liên hệ mật thiết giữa phụ huynh và nhà trường trong phương pháp giáo dục trẻ để đẩy nhanh quá trình giúp trẻ hòa nhập cộng đồng tốt hơn.
Tiếp theo là những thông tin thời sự trong nước đáng chú ý. Theo Hiệp hội Bao bì Việt Nam, trên phạm vi toàn cầu, giá trị bao bì đã tiến sát đến con số 500 tỷ đô la Mỹ một năm, tăng trưởng bình quân 12% một năm. Với Việt Nam, ngành bao bì tăng trưởng giá trị 13,4% một năm. Hiện Việt Nam có trên 4.500 doanh nghiệp sản xuất bao bì, tập trung ở các vùng kinh tế trọng điểm như khu vực Đông Nam Bộ trên 2.600 doanh nghiệp, khu vực đồng bằng sông Hồng trên 1.300 doanh nghiệp. Xác định bao bì nông sản chính là cơ sở để tạo dựng thương hiệu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, nên doanh nghiệp Việt đầu tư bao bì nông sản gắn với giá trị truyền thống Việt Nam, có tính truyền cảm hứng, đảm bảo thông tin sản phẩm, tiện lợi cho người dùng và có khả năng tái sử dụng. Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất nấm mối đen do thành phố Hồ Chí Minh chuyển giao. Hiện nấm mối đen trồng tại trung tâm phát triển tốt, sản phẩm sau khi thu hái bảo quản trong ngăn mát khoảng 10 ngày vẫn dai, ngon, ngọt, giữ được hương vị vốn có. Hiện đơn vị đang tiến hành chuyển giao giống và kỹ thuật cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân để phát triển và nhân rộng mô hình này. Nấm mối đen là loại nấm giàu protein, canxi và các chất dinh dưỡng rất tốt cho việc bồi bổ sức khỏe, cho máu cũng như hệ tim mạch, huyết áp. Thích hợp ăn kiêng giảm cân, nấm có giá bán khá cao, hơn 200.000 đồng một cân. Theo Bộ Y tế, khoảng 59% dân số Việt Nam ăn thiếu rau và trái cây so với khuyến nghị, 78% thường xuyên thêm muối vào các món ăn. Thói quen này làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch, ung thư, đột quỵ. Đặc biệt, 8,7% dân số thường ăn thực phẩm chế biến sẵn có hàm lượng muối cao. Trung bình một người Việt trưởng thành tiêu thụ 8,1 gram muối trong một ngày, cao gần gấp đôi khuyến cáo so với mức cần thiết của Tổ chức Y tế Thế giới. Cùng theo các chuyên gia y tế, chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý dẫn đến các hạn chế phát triển thể lực, tầm vóc người Việt, cũng nhờ tăng bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng. Mới đây, hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc đã kéo về thủ đô Seoul để phản đối việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển. Khoảng 50.000 người đến từ mọi tầng lớp trong xã hội, trong đó có một số thành viên đảng phái chính trị đã tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn ở trung tâm thủ đô Seoul để lên án việc xả thải của Nhật Bản, vốn được triển khai từ hôm 24 tháng 8 vừa qua. Cùng ngày, nhiều cuộc tuần hành quy mô lớn tương tự cũng diễn ra tại nhiều nơi khác ở Hàn Quốc. Những người biểu tình cho rằng hành động của Tokyo đã dẫn tới thiệt hại không thể đảo ngược đối với môi trường sinh thái biển, đồng thời đặt ra câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những hệ lụy kéo dài sau hàng thập kỷ. Họ hối thúc chính phủ Nhật Bản ngừng ngay lập tức việc này, đồng thời yêu cầu chính phủ Hàn Quốc phải có động thái chính thức. Ngày 27 tháng 8, Ai Cập thông báo các cuộc đàm phán liên quan đến đập thủy điện Đại Phục Hưng gây tranh cãi của Ethiopia đã được nối lại sau khi hai nước hồi tháng trước nhất trí tiến tới một thỏa thuận sau nhiều năm căng thẳng giữa hai bên. Bộ Thủy lợi và Tài nguyên nước Ai Cập cho hay, vòng đàm phán mới đã bắt đầu vào sáng ngày 27 tháng 8 tại Cairo với sự tham gia của các phái đoàn từ Ai Cập, Sudan và Ethiopia. Bộ này cho biết thêm, các cuộc đàm phán nhằm mục tiêu đạt được một thỏa thuận có tính đến lợi ích và những lo ngại của ba nước. Tại cuộc gặp vào tháng trước, Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Ethiopia đã đồng ý hoàn tất một thỏa thuận trong vòng 4 tháng. Với tổng vốn đầu tư 4,2 tỷ đô la Mỹ, đập thủy điện Đại Phục Hưng đã trở thành tâm điểm tranh chấp khu vực kể từ khi Ethiopia khởi động dự án này vào năm 2011 và bắt đầu sản xuất điện từ năm ngoái. Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ ISRO cho biết, thiết bị thí nghiệm nhiệt vật lý bề mặt mặt trăng được tích hợp trên tàu đổ bộ Vikram đã gửi về những dữ liệu quan trắc đầu tiên liên quan tới dữ liệu nhiệt độ của khu vực xung quanh cực nam mặt trăng. Theo ISRO, thiết bị đo đạc biên độ nhiệt của lớp đất mặt xung quanh cực nam mặt trăng để tìm hiểu đặc tính nhiệt của bề mặt mặt trăng. Biểu đồ đo đạc biên độ nhiệt cho thấy sự thay đổi nhiệt độ nằm trong khoảng từ âm 10 độ C cho đến 60 độ C tùy thuộc vào độ sâu của bề mặt. Đây là dữ liệu đầu tiên được ISRO chính thức công bố từ mặt trăng sau cuộc hạ cánh thành công của tàu đổ bộ Vikram hôm 23 tháng 8. Tiếp sau là việc xe tự hành Pragyan di chuyển trên bề mặt của mặt trăng. Quái vật hồ Loch Ness có thật hay không? Lâu nay vẫn luôn là chủ đề thu hút những ai ưa thích sự mạo hiểm khám phá.
Mới đây tại Scotland đã diễn ra một cuộc tìm kiếm quái vật thần thoại này, hay còn gọi là cuộc săn lùng Nessie, lớn nhất trong 50 năm qua. Khoảng 100 tình nguyện viên đã có mặt tại cao nguyên Scotland để tìm kiếm Nessie, trong khi gần 300 người đăng ký theo dõi trực tuyến về cuộc đi săn. Những người tham gia đã điều khiển máy bay không người lái có camera hồng ngoại trên hồ Loch Ness và sử dụng điện thoại có thể phát hiện âm thanh dưới nước. Năm 2019, các nhà khoa học đã phân tích dấu vết ADN để loại trừ sự hiện diện của các loài động vật lớn như khủng long và đã đi đến kết luận rằng quái vật hồ Loch Ness trong truyền thuyết có thể là một con lươn khổng lồ. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.